Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Khi đọc Kinh Thánh, tôi để ý thấy trước khi Chúa Giê-xu kêu gọi chúng ta đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Có nghĩa là đáp ứng nhu cầu của nước trời, hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người, hay là hãy đi khắp thế gian dạy dỗ muôn dân biến họ trở thành môn đồ. Thì trước đó, Ngài nói một câu đặc biệt này. Hỡi những kẻ mệt mỏi và nặng gánh, hãy đến cùng ta, ta cho các ngươi được an nghỉ. Trước khi Ngài nói chúng ta phải làm gì, thì Ngài luôn làm một điều gì đó cho mỗi chúng ta trước. Trước khi Ngài nói với Phê-rơ rằng đi theo ta, thì Ngài tới nhà của Phê-rơ để chữa lành cho bà mẹ của Phê-rơ. Mọi người hiểu điều Chúa Giê-xu dạy chúng ta không? Trước khi mà Ngài nói rằng những người tín đồ hãy phân phát gia tài cho người chăn dắt mình, thì Ngài kêu gọi những người chăn dắt. Và đây là bài giảng hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em cái trách nhiệm của mỗi chúng ta với nhau, để làm sao chúng ta luôn cân bằng trong mọi sự. Lấy ví dụ, nếu chúng ta chỉ dạy rằng hãy vâng phục các trưởng lão hay là vâng phục mục sư của mình mà quên cái trách nhiệm của người mục sư phải làm gì. Nếu như người vợ luôn đòi hỏi người chồng hãy yêu vợ như yêu chính thân thể của mình, những người làm chồng mà không hiểu được rằng cái trách nhiệm của người vợ đối với chồng ra làm sao, lời Chúa luôn có sự cân bằng để chúng ta không bị lệch. Amen. Amen anh chị em. Chúa Giê-xu nói người chăn chiên hiền lành vì chiên mà phó sự sống mình cho chiên. Tôi thấy rất là dễ khi đi theo một con người và khi người đó thực sự sống chân thành và sẵn sàng chết thay cho tôi. Tôi nhớ lại năm 1994 khi Chúa nói với tôi rằng hãy nói những điều đó trước hội thánh, hãy chân thành trước hội thánh. Và khi làm điều đó trước hội thánh thì một người tín đồ lên gặp tôi nói rằng mục sư à, bản thân bọn em không cần một người mục sư giỏi, nhưng cần một người mục sư chân thành. Người chân thành sống chân thật và sẽ không bỏ khi gặp khó khăn, không đầu hàng khi chiên gặp khó khăn. Bởi vậy cho nên chúng ta cùng nhau nghe lời Chúa ngày hôm nay. Tôi muốn chia sẻ với anh chị em một trong những khía cạnh quan trọng mà thế giới chúng ta hiện nay và hội thánh nói riêng đang bị thiếu. Đặc biệt khi hội thánh phát triển lớn, chúng ta cần điều này. Đó là sự vô cảm. Sự vô cảm. Điều một nhà giáo Việt Nam nói, một trong năm điểm thiếu của người Việt Nam, đó là sự vô cảm. Người ta dường như thấy một vụ tai nạn, họ bu lại xem đông lắm, nhưng để có ai đã làm chứng để bảo vệ cho những người bị nạn thì không ai người ta dám. Người ta sẵn sàng chạy ra nhìn những tai nạn đó, nhưng không một người nào cấp cứu người bị nạn mà họ nhảy vào hôi của. Sự việc chiếc xe tải chở bia ở Biên Hòa hay Sài Gòn bị đổ thì nhìn thấy rất là rõ. Một câu chuyện khác cách đây 3 năm trước, một cháu bé 3 tuổi chập chững rời khỏi cửa nhà đi dạo trên phố trong khi trời tối, một chiếc xe tải đi ngang qua cán trên chân của cháu. Nó nằm như vậy, tôi tin ở trong cái trang mạng người ta đưa lên trên YouTube không có thâu lại được tiếng kêu của nó. Bởi vì một cái máy camera của ai đó đã quay cảnh phố và thu được hình ảnh của cháu. Nó nằm đó bẹp dím cái chân. Người ta đi ngang qua phóng xe Honda lách ra khỏi nó rồi lại đi tiếp. TV của Trung Quốc, hãng thông tấn trung ương phát, người ta đếm từng con người đi né qua đứa trẻ đó, 38 người. Thậm chí có 2 chiếc xe tải lại phóng qua người nó thêm nữa. Người phóng viên đó nói trong nước mắt, chả nhé, chúng ta gần như đứng thứ 2 kinh tế trên thế giới mà lòng vô cảm lại đứng đầu tiên như vậy sao. Cuối cùng một người phụ nữ đi nhặt rác đã lại gần bế đứa trẻ đó và la hét. Người ta đưa nó vào bệnh viện cấp cứu. Sự vô cảm. Một câu chuyện thứ hai mà chỉ gần đây thôi. Một người lái xe thương gia phóng xe về thăm mẹ của mình.
Dọc đường từ xa qua đèn pha thấy một người đàn bà bị tai nạn nằm ở vệ đường, vẫn còn đang ngoài ngóp. Ông ta nhìn thấy như vậy nhưng nghĩ rằng thời gian đã muộn rồi, mình còn nhiều việc bận, phải về nhà thăm mẹ mình gấp. Phóng về nhà không thấy mẹ đâu, hỏi hàng xóm thì bảo mẹ đi ra đón con ở ngoài ngõ, ngoài đường phố. Bảo mặc áo gì, ông giật mình. Ô, cái người bị nạn đó mặc áo y chang như vậy. Ông phóng xe ngược trở lại, chạy xuống ôm mẹ của mình đưa vào bệnh viện. Thì họ nói rằng bị muộn quá, không kịp cấp cứu. Sự vô cảm của người con nghĩ rằng đó là mẹ của hàng xóm đã giết chết mẹ của mình mà không biết. Sự vô cảm dường như là nhà hàng xóm đang cháy. Người thanh niên này thấy rằng tiếng là cháy nhà, cháy nhà. Ông kéo cái chăn của mình trùm đầu nói mặc kệ chúng nó. Và ông ta ngủ tiếp, đâu có ngờ rằng 15 phút sau đám cháy đó đã cháy đến nhà của ông ta. Sự vô cảm ngày hôm nay tôi muốn đề cập tới. Sự vô cảm định nghĩa rất là đơn sơ, theo dân dã gọi là mặc kệ nó. Hãy cùng tôi giờ Timôthê 2 đoạn 3 câu 1 và câu 5. Sự vô cảm đó là một thái độ thờ ơ, không cảm xúc trước mọi sự việc, sự chai lì cảm xúc. Timôthê 2 đoạn 3 câu 1 câu 5. Phaolô nói về thời kỳ cuối cùng, mà thời kỳ cuối cùng này đang tấn công vào tâm trí chúng ta, nó trở thành một thói quen, trở thành một nguyên mẫu sống. Hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn, vì người ta đều tư kỷ. Tư kỷ dịch ra có nghĩa là yêu bản thân mình. Tư kỷ tham tiền, khoe khoang, sắc sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bó buộc, không tin kính, vô tình, hay gọi là sự vô cảm. Khó hòa thuận hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhân đức nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó, những kẻ thế ấy con hãy lánh xa đi. Đây là lời cảnh cáo của Phaolô cho một vị mục sư qua lá thư gửi cho Timôthê, và nhắc nhở rằng thời kỳ sau rốt sẽ có những tính cách như vậy xảy ra và tấn công mỗi chúng ta. Sự vô cảm là một trong những điều cực kỳ nguy hiểm. Sự vô cảm dường như đã lâu rồi trong cảm xúc của mình không còn rung động trước nỗi đau của người khác. Dường như nhiều bộ phim hay là những chương trình chơi điện tử bắn nhau chảy máu đã quen trong não của chúng ta từ nhỏ rồi. Những cái đồ chơi mà con của bạn đang chơi hãy cẩn thận, có thể khiến nó trở thành kẻ vô cảm. Một cú đá karate của một ai đó phọt máu vỡ đầu, nó nhìn thấy đó là trò chơi, nó quen rồi. Khi ra ngoài phố một ai đó bị tai nạn chảy máu, nó thấy cái này còn nhỏ, tôi quen với cái mà vỡ óc phọt đầu cả. Nó chơi những trò chơi súng tiểu liên lia cả băng, và tất cả những cái đó hoặc những bộ phim thường xuyên về bạo lực đã làm chúng ta dần dần bị chai lì cảm xúc. Chúng ta nghĩ rằng người ta đóng diễn viên mà, đâu có gì mà phải kinh hoàng. Cái đó dần dần làm chai lì. Và có một ai đó định nghĩa rằng sự vô cảm đó là cái chết đã có sẵn ở trong tâm hồn con người rồi. Sự vô cảm là sự chết ở trong tâm hồn của con người rồi. Thật ra xin Chúa cho chúng ta qua lời Chúa ngày hôm nay, Thánh Linh ơi, hãy khiến cho tâm hồn chúng con sống lại những cảm xúc đó, nhìn thấy nỗi đau của người khác và hiểu được nỗi đau. Sáng Thế Ký đoạn 4 câu 9. Đây là câu nói của một kẻ giết người và kẻ giết anh em của mình. Khi Chúa nói với Cain, Đức Giê-va hỏi Cain là ông anh cả, A-bên em ngươi ở đâu? Thưa rằng tôi không biết, tôi đâu phải là người giữ em tôi. Đây là câu hỏi của Chúa hỏi mỗi chúng ta. Cain, em người đâu? Và ông này với sự ganh tị đã giết chết em của mình trước đó rồi. Tức bực cúi gằm mặt, la hét và nói rằng tôi không biết, nói dối, giấu xác em mình ở đâu, biết rõ rồi. Tôi đâu phải là người canh thức để trông em của tôi. Câu hỏi này có thể hỏi mỗi chúng ta tại đây. Về nhóm tế bào,
về những người trong hội thánh. Sách Luca đoạn 10, đây là một câu chuyện mà Chúa Giêsu kể lại, cũng nói về một thái độ vô cảm. Tôi đã có nhiều lần đụng chạm tới vấn đề vô cảm. Một đôi vợ chồng người Mỹ vì vô cảm đã giết chết con của mình khi nó là thương binh từ Việt Nam sau chiến tranh trở về bị cụt hai chân. Nó viết lá thư hỏi ý kiến bố mẹ nó, đưa thằng bạn cụt hai chân về nhà, nhà mình nuôi chúng nó được không? Ông bà già này đã từ chối một cách thẳng thừng. Nào ngờ nó mượn tên thằng bạn để viết về nó. Nó đã cụt hai chân. Và khi bố mẹ không nuôi dưỡng một người cụt chân như vậy và từ chối, nó biết rằng nó cần phải rời khỏi gia đình, bố mẹ sẽ không nuôi được nó. Và nó đã tìm cách tự sát. Và bố mẹ thật là đau đớn khi biết rằng họ đã từ chối chính con của mình và dẫn đến chỗ chết của nó. Sách Luca đoạn 10, có một người, có một thầy dạy luật đứng dậy hỏi đặng thử Đức Chúa Giêsu rằng: thưa thầy, tôi phải làm gì để hưởng sự sống đời đời? Đây là vô số những con người đặt câu hỏi: tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời? Chết không phải là hết. Không một con vật nào người ta dùng con gà qua đời hay con lợn tự trần. Con gà chết là chết, con lợn chết là chết. Còn con người mới là qua đời này để tới một đời khác, từ trần này để tới một cái trần khác. Và người thầy dạy luật này đặt câu hỏi: thưa thầy, tôi phải làm gì để hưởng sự sống đời đời? Ngài phán rằng trong luật pháp có chép điều gì? Người đọc gì trong đó? Thưa rằng, người phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời người, và yêu người lân cận như mình. Đó là hai điều răn quan trọng. Một, yêu kính Đức Chúa Trời. Hai, yêu người lân cận như chính mình. Ông để trả lời như vậy, Chúa Giêsu phán rằng: người đáp đúng lắm, hãy làm điều đó thì được sống. Tưởng câu chuyện dừng lại, nhưng người thầy dạy luật lại đặt thêm những câu hỏi sau. Xong thầy ấy muốn xưng mình là công bình, nên thưa cùng Đức Chúa Giêsu rằng: ai là người lân cận của tôi? Đây là câu hỏi rất là đặc biệt. Ông nói rằng: ai là người xứng đáng để cho tôi yêu? Lời răn của Chúa nói rằng hãy yêu kẻ lân cận như chính mình. Và ông này đặt câu hỏi rằng: vậy những kẻ nào mà tôi nhìn thấy xứng đáng được tôi yêu? Đức Chúa Giêsu lại cất tiếng phán rằng, đây là câu trả lời qua một câu chuyện. Chúa luôn dùng một câu chuyện để minh họa một ý nghĩa thuộc linh trừu tượng mà người ta không hiểu rõ. Câu chuyện kể lại rằng có một người Do Thái từ thành Jerusalem xuống thành Jericho lâm vào kẻ cướp. Nó giật lột hết, đánh cho mình mẩy bị thương rồi đi, để người đó nửa sống nửa chết. Hãy nhắc lại cùng tôi từ nửa sống nửa chết. Đây là chìa khóa để giải thích được vì sao hai con người sắp tới lại có cử chỉ kỳ lạ như vậy. Tiếp theo, và gặp một thầy tế lễ đi xuống đường đó, thấy người ấy thì đi qua khỏi, thấy người đó đi vòng qua khỏi. Xong có một người, xin lỗi, lại có một người Lê Vi cũng đến nơi, lại gần nghiên cứu, thấy rồi lại qua khỏi. Ông thầy tế lễ lại khi thấy đi vòng qua. Thầy Lê Vi, hai người này đều đang đi làm công việc đấy, họ đang làm công việc thánh đấy. Lê Vi là dọn đền thờ, thầy tế lễ làm việc trong đền thờ. Họ đến nghiên cứu và đi qua khỏi. Vì sao? Bởi vì một, luật pháp ngăn cấm những người làm việc thánh không đụng vào người chết. Khi đụng vào người chết là mình bị ô uế. Bởi vậy cho nên họ lại gần nghiên cứu, thấy người này chết rồi, cho nên để người khác bốc xác đi. Vì người này nửa sống nửa chết, lúc mà họ đến nghiên cứu chắc là ông ta không còn dấu hiệu của sự sống nữa. Người ta biết rằng chết rồi, tôi không thể sờ vào được, vì sờ vào là tôi bị ô uế. Việc thánh và luật pháp đang ngăn cấm đạo đức con người làm điều cần. Bởi vậy cho nên người ta tìm cách để xét đoán Chúa Giêsu vì sao Ngài làm điều thiện trong ngày Sa-bát. Vì luật pháp cấm ngày Sa-bát được làm việc, mà lúc đó Chúa lại chữa lành cho người ta trong ngày Sa-bát. Điều thứ hai, tại sao người ta lánh? Bởi vì hết giờ rồi, cần phải đến đúng giờ, cần phải đến đúng giờ, cho nên tôi không thể mất thời gian vào việc này được. Câu chuyện kể tiếp, có một người Samari đi đường
Hãy nhắc lại cùng tôi, Samari. Người Samari là một loại người sống bên cạnh người Do Thái thời bấy giờ. Người Samari là người Do Thái, tổ phụ của người Samari là người Do Thái, ăn ở pha tạp với dân ngoài. Thật ra đối với người Samari, tổ phụ họ vẫn là Gia-cốp. Nhưng người Do Thái không coi người Samari là anh em của mình. Dường như họ là đồ bẩn. Do Thái và người Samari không liên hệ với nhau, không chơi với nhau. Và bây giờ người Do Thái đang bị nạn như vậy, thuộc diện đẳng cấp khác, thì có một người Samari đi đường. Người Samari này là từ nước của ông ta ở Samari, còn ở đây trên đường từ Jerusalem tới Jericho thuộc địa phận của người Do Thái. Ông từ nước khác tới đây và thấy người ở trong nước này đang bị nạn. Người Samari đi đường lại gần người đó, cũng hành động giống hệt như hai ông trên, lại gần người đó, ngó thấy thì động lòng thương xót. Đây không phải là sự vô cảm. Tiếp theo, bèn áp lại lấy dầu và rượu sức chỗ bị thương, rồi băng bó lại, đoàn cho người đó cưỡi trên con vật của mình, đem tới bệnh viện mà săn sóc cho. Không phải là đến bệnh viện thả tại đó nhá, ở lại vì đến bữa sau, đến ngày sau, để xem cái mức độ cấp cứu đến mức độ nào. Tạm thời dừng lại hợp đồng, tạm thời dừng lại một số công việc mà đã hẹn gấp để lo cho linh hồn con người này. Chúa Giêsu nói rằng một linh hồn quý hơn cả thế gian. Đến bữa sau lấy hai denier. Hai denier này là tiền lương tương đương hai ngày làm việc. Mỗi một ngày làm việc được một denier. Hai ngày làm việc này tương đương ở Đức bây giờ một ngày công làm việc là cỡ khoảng 80 hay bao nhiêu? Hay là 60? Chưa đây là 50, bây giờ tăng lên là 80. Như vậy ông ấy rút ra cỡ khoảng 160 cho đến 200 đồng đưa cho chủ quán hay là bệnh viện và nói rằng hãy săn sóc người này, nếu tốn nữa đó, khi tôi ký xong hợp đồng, làm xong công việc sẽ quay trở về, sẽ trả bù vào khoản đó. Tiếp theo, chú hỏi, đây là câu hỏi khác với ông ấy hỏi nha. Trong ba người đó, người nghĩ ai là kẻ lân cận với người bị cướp? Ông thầy dạy luật đã đặt câu hỏi, người nào xứng đáng làm người lân cận của tôi để tôi yêu? Còn chú hỏi, ngươi là người lân cận của ai? Chứ không phải ai là người lân cận của ngươi. Mọi người hiểu không? Hai câu hỏi khác hẳn nhau nhá. Một cái thụ động ngồi đợi xem ai là đối tượng để mà tôi yêu. Còn một cái là chủ động thay đổi mình để tiếp cận với những người khác. Một cái là đợi người ta tới gần với mình. Còn một cái là mình chủ động tới kết bạn với người khác, chủ động đi tới với người khác. Ba người này, ai là người lân cận với kẻ cướp, với kẻ bị cướp? Thầy dạy luật thưa rằng ấy là người đã lấy lòng thương xót đãi người. Đức Chúa Giêsu phán rằng hãy đi làm theo như vậy. Hãy đi không phải bị trấn lột và bị nằm đánh chết ở một chỗ đó. Hãy đi và tìm những người bị nạn mà làm như vậy. Đừng xem ai là kẻ lân cận của tôi, nhưng hãy đi để trở thành kẻ lân cận của người khác. Amen. Amen anh chị em. Hãy đặt câu hỏi cho người lân cận ngồi bên cạnh, đó là tôi là kẻ lân cận của ai? Matthew đoạn 9 câu 35. Đây là khuôn mẫu của một người Samari từ trời. Ngài không thuộc đất này, Ngài đến từ một nơi khác. Chúng ta bay từ Việt Nam sang Berlin, dọc đường bị cướp đánh cho dở sống dở chết. Có nhiều người nhìn thấy và bỏ đi, nhưng có một người Samari, đó là tên Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu đi khắp các thành, các làng, Ngài đi tìm những người lân cận đó. Ngài đang tới để làm người lân cận cho nhiều kẻ ở trong thành, trong làng, tại nơi đó. Dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời và chữa lành các thứ bệnh. Khi Ngài thấy đám dân đông thì động lòng thương xót. Đây là một động từ giống y hệt như người Samari nhân lành. Thấy thì động lòng thương xót. Chúa Giêsu Samari từ trời thấy
đám dân đông, Ngài động lòng thương xót. Có những con người đi bói toán tử vi, về nhà lập tức bỏ vợ bỏ con, sự mù loà đã giết chết hôn nhân của họ. Có những con người chỉ vì sự ham mê cờ bạc, có những con người chỉ vì cả tin, sự thiếu hiểu biết mà có thể đánh mất cả tương lai của con mình nữa. Chúa nhìn thấy họ, dường như dân sự ta bị hủy diệt vì thiếu sự hiểu biết. Khi Ngài thấy đám dân đông thì đồng lòng thương xót vì họ khốn cùng và tan lạc như chiên không kẻ chăn. Tôi ngày xưa tin Chúa trong hội thánh truyền thống, ở trong đó họ dạy nhiều thứ lắm, mà sau này khi xem lại kinh thánh thì thấy cái truyền thống đó làm hại nhiều lắm. Ở đó không có đeo cà vạt, bởi vì họ dạy rằng đó là hình mũi tên kéo mình xuống địa ngục. Không đeo nhẫn vàng, vì nhẫn vàng là dẫn đến sự tham tiền. Phụ nữ trong hội thánh có chồng không được cắt tóc ngắn, không được phi dê giống như vợ của ngồi dưới kia, để tóc dài, và không được xoắn tóc, không được dốc tóc, đeo đồ vàng bạc, và tất cả đều phải trùm đầu. Dạy như vậy đó, bất cứ một bệnh tật nào đều là do Chúa phạt. Chúa dạy mình sự khiêm nhường. Họ rất tôn trọng, hay là họ coi như giấc mơ là sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, không phân biệt. Mà rất nhiều khi giải thích cho họ biết rằng: anh chị em ơi, giấc mơ, ông Job nói rằng lo lắng nhiều sinh ra chiêm bao. Còn có một loại giấc mơ nữa đó là nó không có ý nghĩa gì hết ấy. Có một người nói với tôi rằng ở bên Nga: mục sư ấy, tối qua tôi nằm ngủ mơ thấy có một thiên sứ nửa đỏ nửa xanh, một chân ở dưới biển, một chân ở trên mặt đất. Thế có nghĩa là thế nào? Tôi nói rằng: ông ạ, ăn smetana ít thôi, là cái loại mà váng mỡ, ăn vào là dễ bị cuồng lắm. Dạ, ông chơi thể thao nhiều vào, bây giờ cứ ngồi nghĩ ra một thiên sứ nửa trắng, nửa xanh nửa đỏ, bắt đầu ngồi, bắt đầu tìm cách để phân tích nó ra làm sao. Không có một giấc mơ nào từ Chúa mà làm cho bạn sợ hãi, không một giấc mơ nào từ Chúa mà lại không cho bạn lối thoát dựa trên lời của Ngài. Có một loại giấc mơ khác đến từ ma quỷ, sẽ làm cho bạn rất là sợ hãi và bạn càng ngày càng xa rời Chúa nhiều hơn. Nhưng chúng tôi hồi đó tại Ukraine, chúng tôi hay chạy theo một số những người mà họ gọi là tiên tri trong một kép bói thuộc linh, họ cầu nguyện mò hồi, họ xem nhìn thấy cái bức ảnh gì, xong họ bắt đầu họ ngồi họ phân tích ra: bạn ơi, Chúa nói ta đã ban cho ngươi lời này này, quyển sách luật pháp này chớ ra miệng ngươi. Nếu như bất cứ một lời tiên tri nào mà không nằm trong thánh kinh, bạn hãy cẩn thận. Amen. Đây là quyển sách luật pháp, hãy nghiên cứu luật pháp, ở trong luật pháp nó có lợi cho bạn. Hãy nghiên cứu luật pháp, hãy nghiên cứu lời của Ngài. Ở trong này ra mật, ở trong này ra tiền bạc, ở trong này ra hôn nhân, ra hạnh phúc, ra sự bình an, niềm vui. Bạn mà biết được luật thì luật sẽ bảo vệ bạn. Bạn đá bóng đúng luật thì chính cái luật ở trong sân bóng đó 90 phút bảo vệ giò của bạn. Luật pháp đối với những người trưởng thành là bảo vệ người ta. Chúa nhìn thấy họ khốn cùng và tan lạc như chiên không có kẻ chăn. Và Ngài nói sao? Tiếp theo, Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: mùa gặt thì chúng, xong con gặt thì ít. Vậy hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến mùa mình. Chúa Giêsu nhìn thấy đoàn dân đông đó, Ngài biết rằng một mình không đủ đáp ứng. Hãy nhắc lại cùng tôi từ: một mình không đủ đáp ứng. Cần nhiều người giống như Ngài. Bởi vậy cho nên anh chị em ơi, biết bao nhiêu con người không được quan tâm, biết bao nhiêu con người không được chăm sóc, vì chúng ta không thể làm việc bởi một số ít, phải nhiều người hơn. Và đây là những cái mà cần thực tế trong hội thánh. Nếu hội thánh chúng ta chỉ có 40 người thì nhu cầu về tình cảm, mối quan hệ sẽ được đáp ứng. Nhưng vì càng ngày càng đông, nếu chúng ta ước ao 300, 400, 500 đến 1000 người, theo cứ cái đà này không thể phát triển hơn được, bởi vì nhiều người không được săn sóc. Tôi không hiểu là ở hội thánh chúng ta có hay không, nhưng mà ở bên Nga đó, nó có một cái tật xấu này nè, hay chơi quân khu. Là những người mà họ biết nhau, họ đến hội thánh chỉ gặp gỡ nhau thôi, họ không chơi với hội ngoài. Quân khu Thanh Hóa chỉ chơi với bọn Thanh Hóa. Quân khu
miền Nam chỉ chơi với hội miền Nam, hội sinh viên chỉ chơi với sinh viên. Và như vậy những người mới họ hoàn toàn bị ra rìa. Bởi vậy cho nên tôi kêu gọi anh chị em ngồi tại đây, những người quen biết với bạn hàng tuần, trong tuần bạn đã được gặp gỡ, gọi điện thoại rồi, bắt đầu từ ngày hôm nay. Hello, anh chị em nghe tôi nói không? Bắt đầu từ ngày hôm nay, khi kết thúc buổi nhóm, hãy làm một việc này này. Hãy tìm ít nhất 2-3 người mà bạn chưa bao giờ nói chuyện. Hãy tới bắt tay và nói chuyện với họ. Bạn bảo như mục sư ơi, tôi khó tiếp xúc lắm, tôi xấu hổ lắm, tôi tự ti lắm. Cứ há miệng ra, cứ đến bắt tay họ và há miệng ra là Chúa sẽ đổ vào miệng bạn lời cần phải nói. Ai cũng giống như bạn thôi, tôi cũng giống như bạn thôi. Tại sao mình cứ tìm những người đã quen để mà nói chuyện? Mình đã quen nhau rồi, sớm muộn gì ngày mai nó lại gọi điện thoại cho bạn thôi. Buôn dưa lê suốt rồi. Còn biết bao nhiêu người ngồi trong hội thánh, họ tới buổi đầu tiên không được ai bắt tay. Một người tới bắt tay, chạy hết bàn này tới bàn khác, không đáp ứng được nhu cầu, không đáp ứng được, mà phải hết thảy chúng ta. Tôi cùng thời đến hội thánh Ukraine đó, có một đám 6-7 đứa Việt Nam tin Chúa, thì cũng là sinh viên. Nhưng cuối cùng tôi được trụ lại, bởi vì có mẹ nuôi của tôi. Tôi đến đó, nhiều người đến bắt tay, dường như là người ta đều hỏi chẳng, đến bây giờ họ vẫn cầu nguyện 24/24 cho tôi. Sự quan tâm của ít nhất 5-7 người sẽ giúp cho lòng của con người kia được ấm. Và hãy làm việc lành cho người đó, để họ nhìn thấy Đức Chúa Trời hành động qua những người khác trên đời sống của họ. Amen. Một điều nữa, tôi kêu gọi hết thảy anh chị em, một tuần có 168 tiếng đồng hồ, 168 tiếng đồng hồ một tuần của bạn, chỉ có 4 tiếng đồng hồ từ 2 giờ cho đến 6 giờ tại đây, là thời gian mà 2 tiếng bạn đã ngồi nghe thờ phượng Chúa rồi. Còn 2 tiếng còn lại, đừng vội vàng chạy về gấp, cũng bận nhiều, cả đời bận rồi, cả đời làm thân con ngựa rồi. Tại sao suốt ngày mình cứ thế này, đạp liên tục như vậy, phóng đi đâu? Đã đến lúc mình đi vào số dừng lại chút, đỗ xe trở lại. Và có nhiều khi bạn phải vào số lùi thì xe mới tiến được. Cứ phóng hoài, phía trước là bức tường, phóng đi đâu? Vì chúng ta không dừng lại để lắng nghe. Vì chúng ta không bao giờ lắng nghe, cho nên cái vô cảm đó, bức tường càng được xây dày hơn, cao hơn, sâu hơn trong tâm hồn của mình. Bạn ơi, đã đến lúc chúng ta tạm thời chậm chậm lại. Tôi có một bài viết về con ốc sên mà đăng trên Facebook của tôi vậy. Hơi những người thường xuyên chạy rồi sau đó dừng lại, đặt câu hỏi mình đang ở đâu nhỉ, thì đã đến lúc bạn dừng lại ngắm con ốc sên bò ngang qua đường. Nếu như bạn luôn vội vã và cái vội của bạn bị trả giá nhiều, nếu như bạn hay nhanh nhẩu ẩu đoảng, chưa nghe hết chồng nói gì đã choảng lại, chưa nghe vợ kể lể xong chuyện đã áp đặt câu trả lời, thì hãy ngắm con ốc sên nó bò qua đường, để cho tốc độ sống và phản ứng của bạn tạm thời nó xuống ga một chút. Phải chăng cái vội đó chúng ta đã trả giá quá đắt, mà 60-70% tiền bạc, sức lực và thời gian của bạn đã phải trả giá cho những cái bạn quá là vội vàng khi tiếp nhận những lời ong tiếng ve mà không chịu nghe bằng hai tay? Bạn quen chỉ nghe một tai rồi phóng, chơi hụi là bởi vì chỉ nghe có một tai và cuối cùng bán cả nhà đi. Nghe những kẻ rỗ ngon rỗ ngọt và chúng ta đã bị lừa. Cái đó là điều mà
Và chúng ta cần xem lại. Ngày hôm kia tôi có ngồi thăm viếng một cái nhóm người làm gà tại Oldenburg. Thành phố nào nó nằm ở phía Bắc Đức vậy, giáp với Hà Lan. Chúng tôi như Quảng với Thái làm việc tại nơi đó. Cái nhóm thanh kinh 5 người, trong đó có mấy người từ Ba Lan sang, sạch banh chữ lão vượng. Trong khi nói chuyện có một chị chỉ nói rằng: mục sư, tôi cảm tạ Chúa. Có một lần chữ lão vượng đến hội thánh tại Ba Lan, ông nói rằng: tôi được Chúa cảm thúc nói rằng bạn hãy cẩn thận chơi hụi, không là mất đấy. Mục sư biết không, tôi ngồi nghe xong, tôi, ông nhìn phía dưới, tôi cúi xuống dưới gầm ghế như vậy. Tôi trốn, nhưng mà trong lòng tôi nói rằng: ông chỉ nói lung tung. Tôi họ đưa ngân nào tiền, cần lúc nào họ thanh toán trở lại, đã 3 lần rồi, luôn luôn nhận lại được tiền của mình. Ông này nói: ai thì cần chứ tôi không cần. Và mục sư ạ, chỉ sau đó một ít thời gian, tôi sạch banh. Mục sư ơi, 3 lần đưa tiền cho nó, nó đưa cả lãi lẫn gốc, cuối cùng tôi đưa cho nó cũng to là to. Thì đến lần thứ tư nó chuột mất. Giá như, và như bà đó gặp trưởng lão sau đó khi mất hết, đúng không? Để cầu nguyện, tôi đã tự tử nhiều lần mà Chúa đã cứu tôi thoát khỏi chết. Bởi vậy cho nên anh chị em, hãy giảm tốc độ sống của mình xuống một chút, để cho bạn không phải trả giá cho những cái sai lầm bởi sự ngờ nghệch. Amen, amen. Bởi vậy cho nên hỡi con cái Chúa tại đây, hãy quyết định: Chúa ơi, trong một tuần có 4 tiếng đồng hồ ngày Chủ nhật, con sẽ dành riêng cho Ngài để kết thúc buổi nhóm xong. Còn có thời gian để nên tìm 3-4 người khác bắt tay, 2-3 con người khác để trò chuyện, mỗi người 15-20 phút. Nào, chúng ta hãy cùng nhau trò chuyện đi. Bạn ơi, sự trò chuyện tương giao rất là hay. Tại sao nó hay? Bởi vì khi bạn trò chuyện, ý tưởng từ người kia kể cho bạn, ý tưởng đụng ý tưởng đẻ ra ý tưởng khác. Sự tương giao tiếp xúc nhau là tiền đó anh chị em. Sự tương giao tiếp xúc nhau nó là cơ hội làm ăn. Sự tương giao tiếp xúc với nhau nó là câu trả lời cho nan đề của bạn. Đừng phí phạm. Học không phải ở trường lớp cắp sách đâu. Học là những con người đang sống bên cạnh bạn đây này. Ai mà chẳng có những điều mạnh, bạn có những điểm yếu. Biết bao nhiêu những điểm mạnh ở người khác có sẽ phù giúp cho điểm yếu của bạn. Hãy học sự khôn ngoan, lấy điểm mạnh của người khác để lấp vào chỗ yếu của mình. Nếu như bạn không bỏ thời gian ra, ai có thể giúp được bạn trong khi bạn không hề muốn? Có một người cho tôi một lời khuyên đặc biệt: đừng bao giờ đội đít một người lên mái nhà mà người đó không muốn trèo lên mái nhà. Đừng bao giờ đội đít một người lên mái nhà trong khi hắn cứ nặng đặc nói rằng không lên đâu. Bạn cố sức bao nhiêu lên đến đỉnh nó lại nhảy xuống. Bởi vậy cho nên hãy thật là khôn ngoan. Bạn phải muốn. Chính Chúa Giêsu nói: hãy xin thì mới được, kẻ nào tìm thì mới thấy, kẻ nào gõ thì cửa sẽ mở cho kẻ đó. Nếu bạn mà không muốn, bản thân của bạn mà không muốn, thì ai có thể giúp được? Người chăn chiên có nhiệm vụ đưa chiên tới đồng cỏ xanh tươi, mé nước bình tĩnh. Còn uống hay gặm cỏ, đó là việc của chiên. Không một người chăn nào đè chiên ra, tông cỏ vào miệng nó và bắt nhai. Không. Chúng ta cần phải biết trách nhiệm của người chăn, của người dẫn dắt bạn, và trách nhiệm và quyền của bạn nữa. Amen. Amen. Amen anh chị em. Hallelujah. Bởi vậy cho nên tôi kêu gọi, hãy tỉnh táo. Hãy tiếp xúc với những con người trong hội thánh này, bắt tay họ, hỏi tên, địa chỉ và mời họ tới nhà của mình. Bạn có thể tới nhà của họ thăm, họ tới nhà của bạn. Mỗi một lần thăm viếng nhau như vậy có thể là một cơ hội trở thành đối tác sau này. Có thể sau này bạn là thông gia của người đó thì sao? Amen. Amen. Có một người ngồi tại đây,
lấy mà anh chồng, lấy mà anh chồng. Tôi đi về Việt Nam gặp hai vợ chồng tại Việt Nam. Chị nói với tôi rằng, mục sư biết không, cái tên dân tộc này ngày xưa ngay sát nhà tôi. Tôi mà biết hắn làm chồng tôi, sau này có phải chiều nó ngày xưa thì đỡ khổ bây giờ không? Nhá, ai biết được. Đứa con gái đang chạy ở kia có thể làm con dâu của bạn sau này. Thằng con trai đang chạy kia mà bạn đá đít nó đó, bạn khinh bỉ nó có thể trở thành con rể của bạn sau này thì sao? Tại sao chúng ta không tạo những cơ hội tốt đẹp để tiếp xúc, làm quen với nhau? Amen. Anh chị em sẵn sàng thay đổi chưa? Hãy xin Chúa cho lòng của mình chiến thắng sự vô cảm. Hãy dừng lại, đứa trẻ con bắt tay nó, hãy ôm nó khi biết rằng bố của nó đã lâu lắm rồi không về thăm nó. Hãy gặp một người đáng tuổi mẹ của mình, hãy gặp một người đáng tuổi chị của mình, một người không làm nổi hết mọi việc đó. Chúng ta hãy cùng nhau quan tâm tới người khác. Amen. Hãy quan tâm tới nhiều người. Tôi về Việt Nam nhìn thấy ở trong trại tù 200 con người ngồi, bên ngoài còn gần 3.000 người nữa mà không được quyền vào căn phòng này. Họ là những con người nghèo và đáng tội nghiệp. Làm sao để chúng ta có những cơ hội gặp gỡ nhiều hơn những con người đó? Bởi vậy cho nên hãy bắt đầu từ những việc làm nhỏ tại đây, học cách gặp gỡ người khác trong căn phòng này. Amen. Sẵn sàng chưa anh chị em? Kết thúc buổi nhóm, nhìn một hồi chọn được 5 người mà chưa bao giờ bạn bắt tay. Amen. Đứng bắt tay họ và nói rằng chúng ta cùng nhau làm quen. Tên tôi là thế này này, tôi ở chỗ này để một vợ mấy con này. Và khi bạn mở lòng của bạn thì người khác sẽ mở lòng. Bạn muốn người ta làm cho mình điều gì thì hãy làm điều đó cho họ trước. Bạn muốn người ta trở thành kẻ lân cận của bạn thì bạn cần phải là kẻ lân cận của người ta trước. Mời anh chị em cùng nhau đứng dậy cầu nguyện nào. Hallelujah. Đừng chỉ chơi với những người trong nhóm tế bào của bạn. Trong tuần bạn đã gặp lại họ rồi, hãy tới tìm kiếm những người chưa bao giờ bạn bắt tay, chưa bao giờ bạn hỏi tên, làm quen với họ, mở rộng lòng của mình cho họ. Cha ơi, tôi muốn anh chị em nắm tay nhau lại giống như là một cơ thể của Đấng Christ. Bất cứ mọi sự hiểu lầm, mọi sự định kiến cần phải gạt bỏ hết, cần phải loại bỏ hết. Có nhiều những thông tin này thông tin kia hãy tạm thời gạt bỏ sang một bên. Sự tương giao nó quan trọng hơn tất cả mọi định kiến. Sự tương giao mật thiết đập vỡ mọi định kiến xấu. Cha ơi, chúng con biết Ngài kêu gọi hội thánh của Ngài loán rộng hơn trên vùng đất này. Ngài cũng kêu gọi hội thánh của Chúa tại đây, Ngài lập nó trên nền đá mà các cửa âm phủ không thắng được hội đó. Ngài cũng kêu gọi dòng dõi của chúng con tiếp tục hầu việc Ngài, dòng dõi lại kế tới dòng dõi. Hãy giúp cho mỗi chúng con là những viên gạch để con cái chúng con đi trên con đường mà ngày hôm nay chúng con đang trả mồ hôi, nước mắt và cả máu nữa. Xin Chúa cho con đường, cho một hệ thống làm việc, cho con cái chúng con được thành công, được thịnh vượng nhiều hơn, nhiều lần những gì mà cha mẹ chúng nó là chúng con đang phải trả giá. Hãy giúp cho chúng con thực hiện điều đó. Và ngay bây giờ đấy, hãy đạp đổ bức tường trong tâm trí của chúng con, bức tường của màu sắc, bức tường của tỉnh, bức tường của vùng, bức tường của những quan niệm, bức tường của những định kiến, bức tường của những sự xấu xa, bức tường của những câu lạc bộ, của những người cùng chung sở thích. Trong danh Chúa Giêsu Christ, hãy phá nó trong hội thánh này, để cho huyết của Chúa Giêsu được thông qua mỗi một chi thể này tới với chi thể khác. Hội thân thể của Chúa tại Berlin không có những khối u, không có những vốn cục của máu, không có những sự tai biến đó. Con cầu xin Ngài sự thông huyết của Ngài trong thân thể này, sự thông huyết của Ngài trong thân thể này, sự tương giao trong mỗi một cá nhân tại đây. Chúng con cảm ơn Chúa. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta ngăn cấm sự vô cảm ở trong mỗi một con người và trên hội thánh này. Chúng con cảm ơn Chúa. Tình yêu của Đức Chúa Trời Cha làm đầy lòng chúng con bởi Đức Thánh Linh lớn dần hơn. Chúng con cảm tạ Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông
và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.